Sáng nay 10 tháng 8, ông Lê Thanh Thản còn gọi là đại gia điếu cày, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Bemis cùng các bị cáo hầu tòa liên quan tới dự án CT6 Kiến Hưng do đã vi phạm về xây dựng. Theo ghi nhận, khoảng 7 giờ cùng ngày, hàng trăm cư dân tại dự án CT6 tới dự phiên tòa theo giấy triệu tập. Anh Phạm Ngọc Quyền, cư dân sống tại tòa CT6C cho biết, nguyện vọng của anh và đa số người dân là được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống. Nếu không thể cấp thì phải bồi thường số tiền thỏa đáng để gia đình có thể mua được căn chung cư tương đương ở vị trí thích hợp. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng từ tháng 10 năm 2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2022, công trình hoàn thành, từ tháng 1 2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Kết quả điều tra xác định ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, tức là sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại. Cùng bị đưa ra xét xử còn có bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và hai cựu phó chủ tịch là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Nguyễn Văn Nam, cựu chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra và Mai Quang Bài, cựu cán bộ thanh tra, bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, người dân ở tổ 10, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện ở kho chứa phế liệu hơn 50m2 bùng cháy dữ dội, cuộn khói đen ngùn ngụt bủa vây khu dân cư An Bình. Đám cháy lan rộng kèm theo những tiếng nổ lớn, nhiều người hô hoán chữa cháy nhưng bất thành. Công an thành phố Biên Hòa điều động 2 xe chữa cháy, hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy, chống cháy lan khu dân cư và đường dây điện. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được thống kê, không có thương vong về người. Ngày 9 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Nho Cầm, 60 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào năm 2018, ông Ca, giám đốc một công ty du lịch, nắm được thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn, nên tìm hiểu thủ tục và kết nối với Nguyễn Nho Cầm. Trong lúc trao đổi, Cầm cung cấp thông tin gian dối, nói có thể chạy được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, với điều kiện ông Ca phải đưa một số tiền lớn để quan hệ ngoại giao. Nhận được tiền, Cầm cam kết chậm nhất đến ngày 30 tháng 3 năm 2019, giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho ông Ca. Tuy nhiên, Cầm không thực hiện lời hứa đúng hạn và liên tục hứa hẹn. Qua điều tra, công an xác định Cầm đã nhận tổng cộng 18 tỷ đồng của ông Ca. Chiều 9 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phan Thanh Sơn, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, là cựu trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn về tội giả mạo trong công tác. Từ thông tin phản ánh của dư luận, Công an thị xã Duy Tiên tiến hành điều tra xác minh và xác định tại trạm y tế phường Đồng Văn có tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn để số người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Sau khi tiến hành điều tra, Công an thị xã Duy Tiên đủ căn cứ xác định Phan Thanh Sơn đã lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi vi phạm. Khám xét khẩn cấp nơi ở làm việc của Phan Thanh Sơn, công an thu giữ một dấu chức danh của Sơn, một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan. Ngày 9 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu xác định nguyên nhân có nhiều người dân bị triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc sau khi cùng dự bữa tiệc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Trước đó, vào trưa 7 tháng 8, một gia đình tại thôn Đạ Tra Hoa, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương tổ chức tiệc ăn uống, có khoảng 170 người tham gia. Bữa tiệc gồm các món được làm từ bò, gà của gia đình tự giết mổ nấu ăn, nguyên liệu gia vị mua ở thành phố Đà Lạt, bún, bánh hỏi, bánh mì mua tại địa phương. Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, một số người xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Đến trưa 9 tháng 8, cơ quan chức năng đã ghi nhận ít nhất 134 người tại huyện Lạc Dương, Đơn Dương cùng tham dự bữa tiệc đến các cơ sở y tế do đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, có sốt. Sau khi được các bác sĩ thăm khám điều trị, hiện phần lớn các bệnh nhân đã được xuất viện. Riêng tại huyện Lạc Dương ghi nhận 110 ca, hiện đã xuất viện 76 ca.
còn 34 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng ổn định. Ngày 9 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết liên quan đến sự việc thắng cảnh đồi cát Bãi Mũi Né bị xâm phạm, đơn vị đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né và các đơn vị tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập biên bản vi phạm, họp hội đồng xét pháp lý đất đai và khẳng định toàn bộ diện tích mà người dân lấn chiếm xây dựng công trình không phép đều là đất do Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né quản lý. Sau khi hoàn chỉnh bản đồ vị trí đất đang bị các hộ dân lấn chiếm sử dụng để trồng cây lâu năm, xây công trình không phép, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, qua thẩm định của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thì hồ sơ cần bổ sung làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vụ việc. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết được yêu cầu tra soát, xác minh bổ sung hồ sơ để trình lại Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2022, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài Phan Thiết hàng loạt công trình không phép xâm phạm thắng cảnh đồi cát Bãi Mũi Né, phản ánh việc 73.000m2 đất tại khu vực giáp tranh thắng cảnh nổi tiếng đồi cát Bãi Mũi Né bị nhiều đối tượng lấn chiếm sang nhượng trái phép, ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố.